Xin chào anh em nhé. Chào anh em đã đến với kênh của mình. Nay mình lên cho anh em một cái lô máy. Nó khoảng mấy chục con máy cưa như này. Nó khoảng tầm ba mấy bốn chục con anh em. Ba mấy bốn chục con thì anh em cần cái dòng nào thì cứ liên hệ với mình nhé. Anh em nào lấy lô thì cứ lấy cứ liên hệ trực tiếp với mình là qua số điện thoại 0947207718 nha anh em. Đừng nhắn tin nha anh em nhé. Mua bán đừng tiếc gì một cái cuộc điện thoại nhắn tin nó nghe nó không chuyên nghiệp lắm anh em hiểu không? Còn nếu như mà mua bán trao đổi qua cái điện thoại xong ok rồi anh em qua cái bên Zalo để mình nhắn tin, mình lấy lại cái thông tin để mình lưu lại cho anh em thì anh em mới lên nhắn tin, còn nếu không thì anh em hỏi giá hay như thế nào anh em cứ alo cho mình trực tiếp qua số điện thoại. Và đây là mình lên cái lô đây, có dòng Tanaka, có anh em tay cụt nhé. Tay cụt Tanaka có này. Rồi Ryubi có. G Komatsu có anh em. Ryubi có nhiều nhá. Makita tay dài, lô này chủ yếu Makita tay dài anh em. Makita tay dài này, cái dòng này nó rẻ tiền. Thì anh em xài gia đình rất là thích hợp luôn. Thích hợp cho anh em xài gia đình. Và cắt củi, nói chung là cắt làm nhà vườn anh em. Thì anh em nào lấy lô, nguyên cả lô thì báo cho mình. Lấy lô bao nhiêu cây, ví dụ như cái dòng Makita hay là dòng tay cụt nó lấy bao nhiêu cây thì cứ alo trực tiếp cho mình nhé. Rồi cái số lượng mình sẽ báo theo cái giá cả thì báo theo số lượng. Anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp, đừng nhắn tin. Mình lưu ý anh em vậy thôi, tại vì hàng đợt này nó nhiều cái mình không thể tiếp tin nhắn cho anh em được. Còn đây là bên này là có lô máy bơm nước, nó khoảng tầm 20 con máy bơm nước. 20 con máy bơm nước thì anh em liên hệ mình. Bây giờ nó ở đây nó có lớn có nhỏ có đó anh em, lớn có nhỏ có và dòng 4 thì có, dòng 2 thì có. Anh em nào lấy lô báo cho mình, giá cực kỳ mềm luôn anh em. Lấy lô thì giá nó sẽ mềm, của anh em nào lấy lẻ thì lấy lẻ mà giá chưa dọn mình cũng sẽ bán cho anh em ok luôn. Anh em về anh em tự dọn, mình giật có hơi mình bán có hơi đó. Nói chung lô này là ngày 25 tháng 6, hôm nay là ngày rằm mùng 5 tháng 5. Không biết anh em có ăn rằm mùng 5 tháng 5 không, nhưng mà bên mình hôm nay tổ chức ăn rằm mùng 5 tháng 5 anh em. Đó, có mấy con 023 này, 023 Shindaiwa đây. Shindaiwa Komatsu có anh em. Komatsu Estin. Đấy, một dàn bên này là Estin. Huna có cây. Bên này là Ryubitakut. Makita tay dài. Makita tay dài, cái đây là hàng Makita của Đức nha anh em nhé, không phải Makita Trung Quốc nhé. Đây là Makita của Đức. Dòng này nó khoảng tầm từ 34-35cc. Và 34-35cc là anh em cắt củi gia đình thoải mái rồi. Dòng này rẻ hơn triệu thôi nha. Nó có triệu mấy à? Đó. Thì nếu mà anh em nào mà lấy, nếu mà lấy lô á, về tự dọn thì báo cho mình. Cái dòng này rất là nhiều luôn. Dòng này rất là nhiều. Và anh em đang bán cái dòng này rất là nhiều. Đợt này mình lấy về để bỏ cho anh em lại cho anh em. Thì giá cả nó theo cái số lượng. Thì mình sẽ báo chính xác cho anh em ở trong cái cuộc gọi. Chứ mình không có báo ở trên đây. Tại vì là có nhiều anh em thợ muốn lấy về để bán lại. Thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Đó, máy bơm nước có anh em. Máy bơm nước có, đợt này về hàng này. Và đợt sau mình sẽ cố gắng lấy hàng xới đất đồ này kia cho anh em. Xới đất rồi máy đầm, những cái dòng máy phát điện nữa. Và có thể là nếu anh em có nhu cầu lấy máy bơm hơi thì mình sẽ lấy máy bơm hơi cho anh em. Giá cả sẽ hợp lý, vô cùng hợp lý luôn anh em. Đấy, cái dòng Makita này ấy, là có những con nó có xả với nha. Mình trước mình có bán cái dòng này rồi. Và mình thấy nó rất là bền, khá là bền. Nó nòng của nó, những cái khe lá tản nhiệt của nó, riêng cái dòng này khe lá tản nhiệt rất là dày nha anh em. Đấy, máy chưa vệ sinh nhưng mà nói chung là cũng còn liên lạc, có những con nó bị rách hoặc là mất cái núm vú bơm này. Thì mình nếu anh em lấy thì mình sẽ thay cho anh em. Còn thợ thì về thì những cái đồ này thì thợ không có thiếu đâu, thì thợ cứ lấy về rồi tự dọn. Đấy, máy móc thì cái dòng này đồ đạc nó rất là nhiều,
Đồ của dòng này rất là nhiều nên là anh em không phải lo nhé. Đồ nhiều. Con này tuột dây giật. Đó. Đây nha. Vàng ươm đỏ ao luôn. Hitachi tay cụt có này anh em. Komatsu tay cụt có này, G này. Đó. Cái máy của mình xong nó lấy nét kém thật. Cứ rung rung một hồi là bắt đầu nó không lấy nét nữa. Đó anh em, có những con như thế này. Những con này thì nó lại không sử dụng cái núm bơm. Đấy. Nó không sử dụng núm bơm mà nó kéo e nó giật nó lên trực tiếp luôn. Có xả áp, có con xả áp, có con không. Và có con có núm bơm, có con không. Thì tùy từng đời anh em, tùy từng đời. Máy móc này, hàng này thì rẻ mà chất lượng, nòng của nó bền lắm anh em. Nòng của nó rất là bền. Nòng pít tông bạc cực kỳ bền luôn. Anh em nào làm thì hãy liên hệ trực tiếp của mình qua số điện thoại là 0947207718 nhé. Thì giá cả ở đây có con này. Mình sẽ báo trực tiếp con này rớt đâu mất cái nắp đây rồi. Con đây nữa. À con này. Hai con này thiếu một cái đây. Không sao. Mình sẽ lấy bù để bù vào. Không có gì hết. Estin anh em. Anh em nào lấy lô Estin báo mình nhé. Lấy lô Makita báo mình. Lấy lô tay cụt báo mình. Đây có hai con Estin này. Estin quên cho lên trên kia luôn. Ryubi này. Ryubi tay cụt. Ryubi tay cụt. Rồi xin cảm ơn anh em nhé. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo. Mình lô này mình sẽ quay sơ qua cho anh em như vậy thôi. Còn nếu như mà mình dọn lên xong xuôi mình sẽ báo giá bán cho anh em sau nữa. Rồi cảm ơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.